Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng mã để điều tra tình trạng hiện tại của máy bằng cách vào chế độ Service Mode và mục Monitoring để chúng ta kiểm tra tình trạng của xe. Nếu các bạn đảm bảo cái việc kiểm tra tình trạng này mà tốt ý, thì các bạn xử lý được 90% công việc sửa chữa về lỗi của động cơ cũng như là lỗi của xe. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn series về các mã để chúng ta kiểm tra về động cơ cũng như là của hộp số. Mời các bạn cùng xem. Bây giờ chúng ta để vào chế độ, đầu tiên chúng ta vào chế độ Service Mode. Chúng ta dùng hai ngón tay để ấn phím số 1, số 2. Sau đó chúng ta vào 6491 để chúng ta vào chế độ Service Mode. Bước tiếp theo chúng ta vào chế độ Service Mode rồi thì chúng ta vào hạng mục Monitoring để chúng ta vào các thông số để giám sát máy cũng như được kiểm tra. Khi có bất kể một có tình trạng lỗi nào ấy, các bạn chỉ cần vào chế độ này và các bạn nhập hạng mục của các bạn kiểm tra thì các bạn có thể xác định được đến 99% tình trạng của xe là tốt hay không tốt. Đó, như vậy chúng ta đã vào được chế độ Data Monitor rồi. Ở hạng mục này thì các bạn để vào sâu tiếp thì các bạn ấn phím 1 giữ thì các bạn chui vào bên trong. Và như vậy chúng ta có thể kiểm soát được tình trạng của xe. Một lần nữa, các bạn chưa cần sửa chữa vội khi máy bị hỏng. Các bạn chỉ cần vào đây để các bạn tra theo tham số. Nếu tham số mà ở trong khoảng tiêu chuẩn cho phép thì các bạn khẳng định rằng xe chúng ta ở cái lỗi đó không bị. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn các mã để chúng ta kiểm tra trên màn hình ở chế độ Service Mode trong mục Monitor Item. Đối với các mã liên quan đến động cơ, đầu tiên đó là mã 03200, đó là hiển thị là Power Supply, ý nghĩa của nó tức là điện áp động cơ ở bên trái có giá trị từ 0 đến 480V. Như vậy các bạn phải kiểm tra mã 03200. Giả sử các bạn kiểm tra điện áp thì nó ở trong khoảng từ 0 đến 480V thì là ok, các bạn không cần phải đi đo ở trên thực tế nữa, ý nghĩa là như vậy. Tiếp theo mã 01002 hiển thị là engine speed, ý nghĩa là tốc độ của động cơ có giá trị từ 0 đến 4000. Tiếp theo mã 04104 hiển thị là cooling temper, ý nghĩa là nhiệt độ nước làm mát có giá trị từ 40 đến 210 độ C. Tiếp theo mã 04105 hiển thị là cooling temp, ý nghĩa của nó là điện áp sensor nhiệt độ nước làm mát có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo mã 37200 hiển thị là engine oil pressure, ý nghĩa là áp suất dầu động cơ có giá trị 99,9 đến 99,9 kPa. Tiếp theo mã 37201 hiển thị là engine oil pressure, ý nghĩa là điện áp sensor áp suất dầu động cơ có giá trị từ 0 đến 5V. Mã 42700 hiển thị là engine oil temper, ý nghĩa là nhiệt độ dầu động cơ từ -40 đến 210 độ C. Mã 42702 hiển thị là engine oil temper, ý nghĩa là điện áp sensor nhiệt độ dầu động cơ có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo mã 36400 hiển thị là rain prep, ý nghĩa là áp suất dầu nhiên liệu bên trái có giá trị từ 0 đến 400 MPa. Mã 36402 hiển thị là rain prep, ý nghĩa là điện áp sensor áp suất trong hệ thống nhiên liệu bên trái có giá trị từ 0 đến 5V. Mã 37400 hiển thị là ambient pressure, ý nghĩa là nhiệt độ dầu môi trường ở bên ngoài
xin lỗi, nhiệt độ môi trường bên ngoài có giá trị là 99,9 đến 99,9 kg Pascal. Tiếp theo 37402 Ampere, điện áp sensor nhiệt độ bên ngoài có giá trị là 0 đến 5V. 1840 intake temper nhiệt độ khí nạp của động cơ từ trừ 50 đến 200. 18401 intake temper, đó là điện áp của sensor nhiệt độ khí nạp của động cơ từ 0 đến 5V. 04204 intake fuel temper có giá trị nhiệt độ nhiên liệu ở bên trái là 40 đến 210. 04201 fuel temper, ý nghĩa điện áp sensor nhiệt độ nhiên liệu bên trái có giá trị từ 0-5V. 18500 hiển thị là CHG temper, đó là nhiệt độ turbo khí nạp từ 50 đến 200 độ C. Và cái nữa là 18501 hiển thị là CHG temper, ý nghĩa là điện áp sensor nhiệt độ turbo khí nạp có giá trị từ 0 đến 5V. Ở đây tôi xin nhắc nói lại cái mã 37400, đó là áp suất môi trường bên ngoài chứ không phải nhiệt độ môi trường bên ngoài, có giá trị từ 99,9 đến 99,99 kPa, cũng như là mã 37402 Ampere, đó là điện áp sensor áp suất môi trường bên ngoài có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo đó là mã 36500 hiển thị là CHG Pressure A, tức là áp suất turbo khí nạp có giá trị từ 99,9 đến 99,9 kPa. Mã 36502 hiển thị là CHG Pressure A, tức là điện áp sensor áp suất turbo khí nạp có giá trị từ 0 đến 5V. Mã 18700 hiển thị là output torque, tức là moment đầu ra của động cơ có giá trị là 2400 Newton. Tiếp theo là mã 36700, giá trị hiển thị là torque ratio, ý nghĩa là tỷ lệ phần trăm moment xoắn của đầu ra từ có giá trị từ 0 đến 100%. Tiếp theo mã 31706 hiển thị là final torque, ý nghĩa là vị trí cuối cùng của bàn đạp chân ga từ 0 đến 100%. Mã 37300 hiển thị là fuel rate, ý nghĩa là lượng tiêu thụ nhiên liệu tại thời điểm mà chúng ta cần kiểm tra có giá trị từ 0 đến 99,9 lít trên giờ. Tiếp theo mã 18600 hiển thị là inject command, có giá trị, ý nghĩa là lệnh phun tỷ lệ miligam cuối cùng có giá trị từ 1 đến 1000 mg. Tiếp theo là 36300 hiển thị là inject timing, ý nghĩa là lệnh phun tại thời điểm tỷ lệ cuối cùng có giá trị từ trừ 180 đến 180 CA. Tiếp theo là mã 31701 hiển thị là torque port, ý nghĩa là vị trí bàn đạp chân ga ở 90 đến 100%. Mã 31700 là torque port, điện áp cảm biến bàn đạp chân ga có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo là mã 18300 hiển thị là IVS1, ý nghĩa là tín hiệu xác thực chế độ không tải tắt hoặc mở. Mã 18301 hiển thị là IVS2, tín hiệu xác thực chế độ không tải tắt hoặc mở. Mã 18900 hiển thị là ECM in temper,
tức là nhiệt độ bên trong của bộ điều khiển bên trái có giá trị từ 40 trừ 40 đến 210 độ C. Mã 36200 hiển thị press command, ý nghĩa là lệnh áp cuối cùng của áp suất full tính bằng megapascal. 17201 hiển thị là PCV timing, tức là tại thời điểm đóng van PC ở bên trái CA. 17500 hiển thị là power mode, tức là chọn lựa chế độ của động cơ. 00400 hiển thị là machine IDH, tức là chọn lựa moment máy cao. Và mã 00401 machine IDN, tức là chọn lựa moment máy thấp. Tiếp theo là mã 0401 hiển thị là RECMSN, tức là số series của phần cứng của hộp điều khiển có giá trị từ 0 đến 4999. Tiếp theo mã 303205 R power supply, hiển thị ý nghĩa của nó là điện áp ắc quy ở bên phải có giá trị từ 0 đến 480V. Tiếp theo mã 36403 hiển thị là range press, ý nghĩa là áp suất nhiên liệu phun bên phải có giá trị từ 0 đến 400 MPa. Tiếp theo mã 36404 hiển thị là range error range press, điện áp sensor áp suất nhiên liệu phun bên phải có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo mã 04205 hiển thị là error fuel temper, nhiệt độ nhiên liệu bên phải có giá trị từ 40 đến 210. Tiếp theo mã 04202 hiển thị là error fuel temper, ý nghĩa tức là điện áp sensor nhiệt độ nhiên liệu bên phải có giá trị từ 0 đến 5V. Tiếp theo mã 818901 hiển thị là rack in temper, ý nghĩa nhiệt độ bên trong hộp điều khiển bên phải có giá trị từ 40 đến 210. Tiếp theo 17202 hiển thị là RPCV timing, tức là tại thời điểm đóng van PC bên phải có giá trị từ trừ 180 đến 180 CA. Mã 20218 hiển thị là error server, ý nghĩa là số phiên bản dữ liệu hiệu chuẩn bên phải. Tiếp theo, như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn các mã của động cơ để chúng ta kiểm tra ở trên chế độ Speed Mode và mục Monitoring. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn các mã để kiểm tra động cơ trong hệ thống xe tải 785-7 của Komatsu. Một lần nữa tôi xin nhắc lại các bạn, để kiểm tra xe các bạn vào chế độ Speed Mode vào 6491, sau đó các bạn vào mục Monitoring để các bạn kiểm tra. Nếu các bạn sử dụng bảng này thì các bạn có thể đánh giá được toàn bộ tổng thể xe của chúng ta trước khi chúng ta sửa chữa, so sánh với các giá trị các bạn kiểm tra. Các bạn có thể đánh giá được xe của chúng ta bị lỗi hay bị không lỗi trước khi chúng ta đi sửa chữa. Nếu các bạn sử dụng thuần thục thì cái công việc sửa chữa sẽ giảm đi một cách đáng kể cho các bạn, bởi vì các bạn qua các bảng này thì các bạn cũng có thể đã sử dụng được phương thức cũng như đánh giá sơ bộ về tình trạng của xe rồi, có bị lỗi hay không bị lỗi và lỗi ở đâu. Một nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đối với bảng mã kiểm tra của hộp số, của phanh giá cũng như là của hệ thống phanh ABS, rồi là hệ thống truyền số liệu VSMS. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ noi.comatsuvietnam@gmail.com, hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới.